Lý do tụi em thi đấu tốt tại vòng loại đó chính là sự đoàn kết và sự chăm chỉ luyện tập. Và mục tiêu của tụi em đặt ra tại vòng bảng mùa xuân năm nay đó chính là chức vô địch. Ở trong đội hình của em, khi có một người được đánh giá khá cao đó là FC thì bọn em sẽ tận dụng FC như là về mảng chiến thuật và những điểm yếu mà team em hiện chưa thể khắc phục. Hiện tại ở giải mùa xuân năm nay, Game TV so với giải mùa đông họ rất là mạnh, nhưng đội hình mới của họ thì bọn em chưa va chạm nên cũng không thể nào đánh giá được. Và theo em nghĩ, đội đánh giá mạnh nhất hiện tại đó chính là Proi. Hiện tại thì bọn em vẫn chưa đưa giải pháp khắc phục khi đánh với Proi, nhưng bọn em sẽ chú trọng những gì mà đội tuyển Proi hiện có mạnh nhất, chẳng hạn như là bớt và khai thác những điểm yếu của đội để giành được chiến thắng. Chúng tôi sẽ tiến thẳng vào chức vô địch, cũng giống như cách mà chúng tôi đánh bại các đội từ vòng loại. Chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 2, mọi thông tin về giải sẽ được cập nhật trên fanpage Cao Thủ Liên Quân.